Xin chào tất cả mọi người, tiếp tục cùng mình và anh Trung đi thăm một gian hàng là Ztech mọi người nhé. Rồi, đây là một cái công ty chuyên về những cái màn hình này, rồi Android Box này. Và quảng cáo rất là mạnh, rất là nổi tiếng luôn. Và có những cái chương trình sự kiện rất là lớn, đặc biệt là gian hàng ở đây cũng rất là to này. Thôi nhưng mà bây giờ cứ mình cứ phải vừa kiếm tiền đi đã. Em ơi, quản lý đâu nhỉ? Em là quản lý đây à? Quản lý khu vực miền Nam này mọi người. Và anh đang cùng với cả là bạn nữ bên anh là đi giới thiệu những cái sản phẩm bên mình ra mắt phân phối có cái sản phẩm gì mới. Tuy nhiên trước đấy thì mình muốn là gì? Cho mình xin một lít tiền công. Có thì mới giới thiệu, không thì thôi. Đúng rồi. Anh em. Cảm ơn nhá. Đấy, anh em là cứ phải cái gì cũng phải có tiền. Đấy, có tiền thì ra mới chơi được nhá. Đấy. Thì em giới thiệu đi. Bây giờ là có một lít rồi, giới thiệu sản phẩm gì hay ho. Em có sản phẩm gì hay ho em giới thiệu cho anh. Em có sản phẩm Everest thì mới ra mắt à. Rồi ok, đây. Anh cầm xuống. Đây. Con này nó có cái gì hay ho? Có gì hay ho? Để phải giới thiệu chứ. Mà bây giờ hiện tại là mình đang giới thiệu con này là dành riêng cho Bo Qua Chặt và Everest. Là màn hình này em sẽ mượn cái màn hình zin của xe lại. Em có một bộ chuyển đổi tín hiệu để lắp vào xe để chuyển từ màn zin qua màn Android. Thì cái này nó sẽ khác cái box một xíu đó là khi cái này á, là nó sẽ kết nối trực tiếp vào hệ thống của xe, nó sẽ mượn thôi con box. Rồi. Android box á, là khi mình kết nối qua cái tiếp TC á, anh sẽ nhét cái đầu ngược lại. Ok. Này nó lock trực tiếp vào hệ thống. Có nghĩa là như con Ford Everest với cái bản full thì nó có 360 rồi, bản tiếng nó chưa có. Thì khi mà chúng ta lắp cái thiết bị này thì nó sẽ có 360 và nó có luôn cả cái hệ hoành Android và giữ nguyên cái màn hình zin. Bởi vì cái màn Ford này nó quá đẹp, không ai thay được cả. Tất cả những tính năng zin của xe là mình vẫn giữ lại hết. Mình chỉ thêm tính năng giải trí thành chuyển thành mà thành Android thôi. Mình ok. Sẽ sử dụng YouTube, coi YouTube. Ok. Hay nha. Mức giá dự kiến. Dạ, con này có 360 thì dự kiến là 19.900. Là có cả Android không? Dạ có, đầy đủ hết. Có cả cái bộ chuyển đổi Android. Dạ, bộ chuyển đổi Android cấu hình là như nào? Dạ 464 ạ. RAM 4GB, ROM 64GB. Riêng cái bộ mà RAM 4, ROM 64GB mà đi mua là cũng phải rơi tầm 7-8 triệu rồi. Dạ. Với cả Cam 360 là coi như là khoảng 12-13 triệu. Dạ. Đó tuyệt vời. Ngày hôm nay chỉ có sản phẩm này là ra mắt mới thôi đúng không? Còn những cái sản phẩm như là ZX10 này thì anh biết rồi, anh sẽ chém gió. Nhưng mà cho anh mượn cái catalog để chia sẻ mọi người về mức giá nó sẽ rõ nét hơn tí nữa. Với cái phiên bản này là phiên bản tiêu chuẩn đấy, ZX10 nó sẽ có cái phiên bản cộng là bản có cam 360 đấy. Con này em nhớ để khách hàng mà có nhu cầu thì mình giới thiệu rồi bán cho anh em đấy, bởi vì là đây là một trong những cái thương hiệu mà người ta làm cũng rất là lớn đấy. Đó, RAM 3GB, ROM 32GB và người ta sử dụng con chip là 7862. Đó, Android 10. Và người ta có thêm một cái nữa là tính năng là Ztech Connect, điều khiển trực tiếp trên điện thoại. Rất hay. Rồi thì nó có thêm tính năng là gì? Tự động cập nhật tất cả những cái phần mềm. Bình thường mình phải vào App Store để cập nhật thì bây giờ nó tự động cập nhật cho mình, đỡ phải mất công. Mức giá thì tùy, loanh quanh hơn 10 triệu tí. Ok, mình sẽ giới thiệu ở trong này nữa này. Đây là bản giới hạn, cái gì mà cho ngay ở cái trung tâm luôn. RAM mấy GB nhỉ? RAM 8GB. ROM 128GB. Nói chung là hình như là con nào cứ càng to là càng đắt chứ sao, đúng không? Vâng ạ. Nói chung là có tiền càng cao thì giá nó sẽ cao hơn. Có tiền thì mình chơi cái mã cao thì nó sẽ yên tâm hơn. Đấy, cũng rất là mượt mà anh em. Ở đây thì nó vẫn có những cái tính năng như là điều khiển qua điện thoại này, cũng rất là hay này, rồi tự động cập nhật này. Và cái con này là cái con mà duy nhất của nhà Ztech là đạt độ phân giải 2K, rất là nét. Cấu hình xử lý khủng. Con này là mấy tiền rồi, quên mất rồi nhỉ. Con này là mấy tiền? 20.900.000 là có 360 chưa? 20.900.000 có 360. Quá wow, ok luôn. Rồi, nếu mà anh em ít tiền hơn thì anh em chọn bản RAM 4GB. 64GB. Con này là cả 360 bao tiền? 17.900.000, tranh nhau 3 củ. Ok. Ngoài ra có bản RAM 3 ở bên ngoài kia ấy, là nó rẻ hơn chắc cũng 2-3 củ đấy, đúng không? 14.900.000. Ok luôn. Ngoài ra Ztech còn làm cả loa này anh em ạ.
loa đài này là đủ cả luôn, vừa loa vừa đài ha. Làm bộ loa nghe cho hay đấy. Khi mà mình tư vấn cho khách hàng được một bộ loa rồi, à một cái màn hình rồi, thì bảo là anh muốn hệ thống âm thanh hay hơn, anh làm cho em 4 quả loa, thêm quả loa trầm, thì để làm gì? Để mình có thêm thu nhập, để cho khách hàng được thưởng thức hay hơn, đúng không? À, nó cũng là cái giải pháp để giúp cho chiếc xe trở nên thông minh hơn. Thì đây là một cái thương hiệu cũng được truyền thông, quảng cáo và giới thiệu rất nhiều tại Việt Nam, và cũng là có cái hệ thống đại lý rất là lớn. Đấy, thì nếu mà các đại ca có nhu cầu lắp màn hình Jetech qua đâu nhỉ? Qua Trung Auto anh ạ. Đúng rồi, chứ mày bỏ qua Jetech. Jetech người ta chỉ phân phối thôi, người ta không có lắp lại lẻ. Nếu anh em yêu quý những cái sản phẩm của Jetech mà có nhu cầu lắp đặt thì xin mời qua Trung Auto để ủng hộ em gái của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người tại Trung Auto nhá. Bye bye. Mọi người, bye bye.